Xin kính chào quý vị và các anh chị. Chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Video ngày này thì Tùng sẽ cùng với quý anh chị đi tham quan thực tế một cái cung đường tên là đường Lã Xuân Oai, nằm tại khu vực quận 9 của thành phố Thủ Đức. Và chúng ta bắt đầu ngay ở đây là cái ngã ba giữa đường Nguyễn Duy Trinh và đường Lã Xuân Oai. Thì bây giờ Tùng đang quẹo vào ngay đoạn cuối của Lã Xuân Oai hiện tại nha thưa quý anh chị. Bắt đầu từ đường Nguyễn Duy Trinh và chúng ta sẽ hướng về khu vực đường Vành Đai 2 của cái khu vực bên thành phố Thủ Đức này nhanh nha thưa quý anh chị. Thì đường Lã Xuân Oai, tại sao Tùng lại cho làm video này để cho anh chị xem cái hình ảnh thực tế về đường Lã Xuân Oai? Bởi vì Lã Xuân Oai sẽ là một trong số những con đường đầu tiên nằm tại khu vực quận 9 sẽ được mở rộng, và cái mặt đường ở khu vực này có theo quy hoạch có thể sẽ được mở rộng từ 30 cho đến 40 mét. Và đường Lã Xuân Oai sẽ trở thành một trong những con đường kỳ vọng là sẽ được bắt đầu được mở rộng vào quý 3 năm nay, năm 2021. Và đây là một cái con đường cũng rất là dễ để có thể mở rộng được, tại vì bây giờ các con đường bên khu vực quận 9 thì có cái bề ngang nó rất là nhỏ như chúng ta đang nhìn thấy ngay ở đây. Và cái khu vực bên tay phải của chúng ta đang nhìn cái khu cỏ xanh này chính là cái dự án Đông Tăng Long. Và cái mặt đường của cái đường Lã Xuân Oai hiện tại thì chỉ dao động trong khoảng cỡ 10 đến 11 mét mà thôi. Mỗi bên nó chỉ khoảng cỡ hơn 5 mét. Và cái khu vực này khi mà nó được mở rộng ra thì nó sẽ tạo một cái tiền đề lớn để thúc đẩy sự phát triển bất động sản trong khu vực này. Bởi vì dọc cái đường Lã Xuân Oai này chúng ta sẽ có hai dự án lớn. Dự án đầu tiên đó chính là dự án Đông Tăng Long, với cái cổng vào Đông Tăng Long bên đường Lã Xuân Oai chúng ta đang nhìn thấy ngay ở đây. Bên tay phải đây ạ, Tùng đang quay. Thì ngay cái khu vực này anh chị đi vào Đông Tăng Long là anh chị sẽ đi vào thẳng cái cổng công viên chính của cái dự án Đông Tăng Long. Và toàn bộ cái miếng đất ở bên tay phải của chúng ta hiện tại đều thuộc dự án Đông Tăng Long. Và trong bên tay trái của chúng ta thì trong tương lai cái khu vực bên tay trái phía sâu vào bên trong một chút xíu sẽ là cái dự án Tây Tăng Long, mà đang được mọi người nói rằng đây sẽ là một cái dự án của tập đoàn Vingroup sẽ phát triển trong vòng 1 hoặc 2 năm tới. Và riêng cái khu vực này thì hiện tại bây giờ cái đường Lã Xuân Oai tại sao được mở rộng? Tại vì nó chiếm một cái vị trí rất là tốt. Nó nằm ngay bắt đầu từ khu vực đường Lê Văn Việt và đi xuyên qua đường Vành Đai 2 tại khu công nghệ cao quận 9. Và sau đó là đi xuống đường Lò Lu và cuối cùng điểm cuối nó sẽ là đường Nguyễn Duy Trinh. Nhưng mà theo quy hoạch trong tương lai thì nó sẽ còn kết nối xuống gần đến cao tốc Long Thành Dầu Dây nha thưa quý anh chị. Thì đây là một trong số những con đường lớn được quy hoạch trong tương lai là những con đường quan trọng của thành phố Thủ Đức. Cho nên là việc mà khi mà mở rộng những con đường này ra sẽ tạo ra những cái tiền đề để phát triển kinh tế vùng cái khu vực này. Và rõ ràng là chúng ta cũng đang nhìn thấy là dự án Đông Tăng Long ý, thì hiện tại bây giờ cũng chưa có nhiều người dân về đây sinh sống, tại vì cái việc mà kết nối giao thông về trung tâm nó còn khá là gặp nhiều khó khăn. Và trong tương lai khi mà cái đường lên phường nó được kết nối đi xuyên qua đường Lã Xuân Oai, kết nối Tây Tăng Long đến Đông Tăng Long và đi về trung tâm, thì chắc chắn là các cái dự án nằm dọc cái tuyến đường Lã Xuân Oai này cũng sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Và rõ ràng rồi là chúng ta đang nhìn thấy ở đây về cái quỹ đất thì trong khu vực này thì hiện tại Tùng đang thấy là nhà nước đã giữ lại cái quỹ đất ở khu vực này, không cho nó phát triển một cách tự phát như các cái khu vực khác. Nếu như anh chị đã quan tâm về khu vực quận 9 thì chắc chắn anh chị cũng sẽ biết là như rất nhiều các dự án tại khu vực quận 9 bắt đầu phát triển từ khoảng năm 2013-2014 thì được nhà nước chấp nhận cho việc mà phân lô bán nền loại nhỏ, phân lô khoảng cỡ 50m, 60m, và cái đường thì chỉ có bề ngang khoảng 9 cho đến 10m mà thôi. Cũng có hạ tầng, có sổ hồng riêng và xây dựng tự do, nhưng mà vì cái việc mà cho các cái dự án nhỏ phát triển như vậy á, thì có cái điều tốt của nó là giúp cho cái việc mà đô thị hóa tại khu vực quận 9 nó trở nên dễ dàng hơn khi mà cái người dân mua bỏ tiền ra để mua miếng đất nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nó cũng tạo ra một cái hệ lụy là cái sự phát triển tăng giá của quận 9 trong những năm vừa qua rất là kinh khủng. Và nó làm cho cái việc mà giá thành bất động sản tại khu vực này hiện tại đang có mức giá dao động trong khoảng cỡ 60, hơn 60 triệu trên một mét vuông dành cho những cái dự án mà có đường ô tô đàng hoàng nha thưa quý anh chị. Vậy thì đối với những cái bất động sản như vậy thì rõ ràng là
là sẽ làm cho cái giá thị trường khu vực này nó đã đẩy cao như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái sự khó khăn cho cái việc mà phát triển các cái dự án lớn sau này. Việc mà giá thành bất động sản lên cao thì rõ ràng là cái việc mà các cái chủ đầu tư khác ấy, khi mà họ mong muốn là có được những cái quỹ đất lớn nằm tại khu vực quận 9 để phát triển các dự án của họ thì gần như là sẽ rất là khó khăn. Cho nên câu chuyện này từ năm 2021 này, khi chính thức thành lập thành phố Thủ Đức, thì cái việc mà phân lô bán nền các cái dự án nhỏ bây giờ hiện tại đã bị ngưng lại gần như hoàn toàn. Thế thì rất là nhiều các dự án mà bây giờ chưa ra sổ, các loại mà dự án mà chưa có quy hoạch 1/500 tại khu vực thành phố Thủ Đức hiện tại bây giờ hầu như là đã bị đứng lại hết rồi nha thưa quý anh chị. Thế thì ngay bên tay trái của chúng ta đây là khu dân cư Long Trường, là một trong số những khu dân cư đã được phát triển rất là lâu bởi công ty Tiến Phước, và từ suốt năm khoảng 2010. Và cái khu vực này thì hiện tại bây giờ cũng đã có khá là nhiều dân về sinh sống, và đây ngay chính đường chính để đi vào khu dân cư Long Trường đây thưa quý anh chị. Thì khu dân cư Long Trường là một trong số những khu dân cư hiếm hoi loại nhỏ mà có quy hoạch 1/500. Và giá thành của nó cũng còn khá là rẻ, nó chỉ dao động trong khoảng hơn 40 cho đến khoảng cỡ 60 triệu trên 1m2 tại khu vực đó mà thôi. Đấy, và cái khu vực này thì bây giờ Tùng đang thấy rằng cái việc mà bắt đầu từ được cái đoạn này trở đi thì cái việc mà kinh doanh, sản xuất kinh doanh ở khu vực này đang khá là đông đúc, bởi vì cái khu vực này nằm ngay gần với cái ngã ba giữa đường Lã Xuân Oai và đường Lò Lu. Chính là cái khu vực mà ngay phía đằng trước mặt chúng ta đây sẽ nhìn thấy. Và cái khu vực này thì bên tay trái đây thì nó sẽ là đường Võ Văn Hát này, và nó sẽ rất là gần với khu công nghệ cao. Chính vì vậy mà khu vực này nó tập trung rất là nhiều công nhân cũng như là những người làm việc tại khu công nghệ cao quận 9. Đây ngay trước mặt chúng ta đây là cái ngã ba với đường Lò Lu nha thưa anh chị. Rẽ phải chúng ta sẽ đi đường vào đường Lò Lu để đi về với đường Nguyễn Xiển và khu Vinhomes Grand Park quận 9. Thế thì toàn bộ khu vực này hiện tại bây giờ là trước đây thì cũng đã bắt đầu xây dựng cái cầu gọi là cầu Tăng Long để kết nối từ đường Lã Xuân Oai này đi vào đến Vành Đai 2, nhưng mà hiện tại bây giờ cái cầu này vẫn còn đang bị đứng lại. Thì từ khi khu vực này bây giờ đang trở thành cái khu kinh doanh chính dành cho công nhân tại khu công nghệ cao quận 9. Thì mỗi buổi chiều thì khu vực này sẽ rất là đông đúc những người thương nhân nhỏ, người ta sẽ về đây để người ta bán trái cây này, bán hải sản và bán tất cả những các cái sản phẩm phục vụ cho công nhân sau cái giờ tan tầm nha, trong cái khoảng giờ tan tầm. Và cái cầu mà chúng ta đang nhìn thấy ngay bên tay phải đây chính là cầu Tăng Long. Đấy, một cái cầu sẽ bắc qua cái rạch ở đây để kết nối với Vành Đai 2. Và trong tương lai thì từ cái đoạn mà lãnh Nguyễn Duy Trinh mà đi đến khu vực này thì có chiều dài khoảng cỡ 3 cây số. Và từ đây để đi đến đường Lê Văn Việt thì nó sẽ dao động trong khoảng cỡ 3,5 cây số nữa nha thưa quý anh chị. Và chúng ta đã nhìn thấy ngay đường Vành Đai 2 nằm trước mặt chúng ta đây rồi. Cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi video clip này, và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong video clip lần sau. Nhớ đăng ký kênh của Tùng để nhận thêm những video mới trong thời gian sắp tới nha thưa quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị.